Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, từ nhiều thập kỷ qua, sưu tầm và bảo tồn phát huy, phát triển văn hóa, âm nhạc, các tộc người Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong kho tàng nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam. Chèo là thể loại có tiến trình lịch sử, hình thành, phát triển lâu đời. Âm nhạc chèo đặc sắc, độc đáo, xứng đáng để mọi người, mọi thế hệ chúng ta có quyền tự hào và cùng chung tay trách nhiệm lưu truyền, gìn giữ vốn quý của dân tộc. Về với buổi gặp mặt những người yêu nghệ thuật chèo cổ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ đàn bầu Phạm Liệu. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ Lại Thanh Minh đến từ nhà hát chèo Nam Định. Nghệ sĩ sáo Đức Tuấn. Ông Việt Triều Xuân đại diện cho hội yêu chèo. Và đặc biệt còn có anh Lê Dũng, người yêu chèo, có tài trợ cho chương trình ngày hôm nay 1 triệu đồng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ngoài ra còn có đông đảo toàn thể hội viên trong hội yêu chèo đến cùng tham dự. Và để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời lên sân khấu anh Dương Tùng Lâm có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời anh. Xin kính chào các cô, các bác, các anh, các chị, những người mà phải nói là yêu nghệ thuật chèo, yêu một cách gọi là quên ăn quên ngủ. Đấy, thì tôi cũng thông qua về là cái buổi hôm nay là hoàn toàn tự phát, xuất phát từ sau cái buổi những người yêu chèo không chuyên toàn quốc vừa xong ở Đông Hưng, Thái Bình. Thì vài ba anh chị em mê chèo cổ quá mà đến cái hôm đấy là hầu như không có cơ hội để thể hiện những làn điệu chèo cổ. Thì có là gọi là hò nhau ra để tổ chức lên một cái buổi này. Mà với cái chủ đề là cái buổi hôm nay là anh chị em và khách mời là chúng ta sử dụng là 100% là chèo cổ, không dính gì đến một chút gì là chèo lời mới. Thì rất là vui là hôm nay là các cô, các bác, các anh, các chị là cũng đến với mảnh đất Đông Anh. Cái địa điểm này thì có rất nhiều người là đến đây chắc là lần thứ hai, thứ ba, vì nó chính là nơi, là cái nôi để làm nên cái những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc bây giờ là đã đến lần ba. Lần đầu tiên là tổ chức đúng ở tại đây đấy ạ. Thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, thì cả một cái chương trình buổi hôm nay thì là chúng ta giao lưu theo một cách dân dã nhất, tự do nhất và ngẫu hứng nhất. Không có khuôn khổ gì, ngồi có thể là ngồi lung tung lổm nhổm cũng chẳng hàng ghế. Đấy nó mới là cái chèo, theo em nghĩ nó mới là dân dã. Còn chúng ta về chương trình thì chúng ta làm từ bây giờ là 10 giờ hơn. Thì làm đến 12 giờ hát giao lưu thì mọi người sẽ nghỉ sinh hoạt trưa. Và khi sinh hoạt trưa nghỉ ngơi xong rồi lại tiếp, gọi là thích đến lúc nào thì đến ạ. Không giới hạn một cái gì để cho nó mang cái tính chất đồng quê, thôn quê. Rồi cũng chẳng biết nói gì hơn, chúc cho các cô, các bác, các anh, các chị là có một buổi thật là vui vẻ và bổ ích. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu đóng góp của anh Dương Tùng Lâm đã gửi đến toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và để tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời lên sân khấu nghệ sĩ ưu tú Minh Thu để lên sân khấu đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Minh Thu hôm nay rất là vui đến đây, một cái không khí này làm cho Minh Thu sống động lại cái buổi hôm giao lưu toàn quốc chèo không chuyên lần thứ ba tại Đông Hưng, Thái Bình. Và nhìn thấy gương mặt của các anh, các chị dạng người mà lại đến với cái buổi giao lưu chèo cổ thì là đúng là ý nguyện của Minh Thu rồi. Và Minh Thu không nói nhiều, Minh Thu chỉ nói một câu thôi. Tức là mong rằng cái buổi hôm nay đúng như anh Tùng Lâm đã nói là chúng ta sẽ có dịp để giao lưu với nhau một cách thoải mái nhất và tự nhiên nhất, dân dã nhất, mộc mạc nhất. Thế nói đúng là cái chất, tính chất của chèo, của dân gian. Và Minh Thu nghĩ rằng cũng không hạn định thời gian. Anh Lâm ạ, như nghệ sĩ nhiều khi nó như thế, tôi chẳng cần ăn, tôi đói tôi hát hay hơn là lúc tôi no. Thế thành ra là có thể là 12 giờ mà có thể 12 rưỡi mà có khi 1 giờ. Ok không? Vâng, và chúc cho tất cả mọi người hôm nay có mặt ở đây
chúng ta thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và phải thật là ấn tượng. Cái buổi hôm nay thật là ấn tượng. Ấn tượng hơn cả những cuộc giao lưu chính thức mà người ta tổ chức mang tính chất quốc gia. Được không ạ? Vâng, chúc thành công tốt đẹp. Dạ vâng, xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp cũng những đôi lời phát biểu của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu. Đề nghị chúng ta nở một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và để tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện hội treo cổ trở lên sân khấu của bó hoa tươi thắm dành tặng chúng ta trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời anh Dương Tùng Lâm lên nhận hoa. Xin trọng kính mời bác Việt Triều Xuân trở lên sân khấu để tặng hoa. Dạ vâng, xin được cảm ơn lãng hoa tươi thắm của hội trèo cổ đã gửi đến toàn thể chúng tôi trong ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, ngoài ra chúng ta còn phải gửi lời cảm ơn tới bộ phận nhạc công. Cũng rất là nhiệt tình, ban tổ chức chúng tôi đã nhìn thấy một vị khách nhạc công hiện nay rất là cao niên. Đề nghị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ động viên cho nhạc công ạ. Và để mở đầu cho buổi giao lưu gặp mặt những người yêu nghệ thuật trèo cổ hôm nay, xin mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe làn điệu Hè Mồi Thắt Lưng Xanh do tập thể quý hội viên biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Các bác ơi, đi chảy hội đi. Anh em ta đi chảy hội hội trèo cổ nào. Kìa bác. Kìa chú. Anh em ta ra đây gọi là thất bát niên kiểu hạng phùng cám võ. Anh em ta ra đây coi nhau bằng cô đi chạy được.
gian này của nặng hơn người. Chúng mình hỏi
con tò vò ơi. Tấm gương tư mã của tử thân, để ngày ngày nàng vẫn tắp soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này, sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tầm,
Thank you.
Dẫu mà
chi ông ở nơi đâu mà tìm thank you.
mình sẽ hát một bài mà các bạn cũng rất là quen thuộc, đó là bài Nón Thúng Quai Thao. Chứ ngày đi em đổi dành nhá, để dành một tí đến phần sau, ok? rất nhiều. Anh không thuộc. Anh này. Châu Đông làng ơi, tạm biệt làng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương Tư Mã của Tử Thân, để ngày ngày làng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Lòng thiếp như tấm gương này, sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chúc kinh em phải biết tầm. Quên em chẳng
Phương Đông thì lão mới toán ra rằng Đông khứ, Tây lai, Nam vô sự mà Bắc hẳn hữu tài. Ấy quẹt kêu ắt hẳn hôm nay nhà ta có khách đấy. À vậy cho nên mới có câu nói rằng môn đa khách đáo thiên tài áo, mà ra hậu nhân lai vạn vật lai. Có cầu rằng bạn nhiều khách lắm mi thường quang lai, à lộng đợi muôn vật tôi tay ta mây mây cõi à, à, à kiều ơi à ơi tài ấy mây trốn sơn lâm mà ơi à ơi à mây mây cõi kiều già điện điện sơn giã đây thế ta là chú ơi hề đây đã là chủ nhân. ấy à, lão tôi đây là lão Thuấn lão Nghiêu ấy à, lão Nhị Ích Cố mà lão Nhị Ích Tráng. Lão tôi đây thì là khỏe lắm. Rằng vậy chẳng giấu gì họ Mãng là tôi ấy à, ơn thiên địa cửa nhà rước xúc tích ta hề. Nhà lão đây thì giàu lắm ấy à, giàu kém mà 15 châu là đầy một châu chả có gì rồi ấy à, lợn ở thời nhung nhúc mà kém 10 chục là đầy 100 chả có gì rồi à, thì con gà chạy lăng xăng kém 15 con là đầy 150 đấy chả có gì rồi à, vui miệng thì lão nói chơi vậy thôi chứ nhà lão đây thì chẳng có gì. Nhưng còn đề tớ tức lão sớm sinh một gái, tuổi xuân xanh vừa độ răng tròn, nhưng
nhưng chưa có nơi nào kết chỉ cầu hôn. Ấy ngọc lành còn để làm cao giữ giá ra thế. Thiện sĩ con có lời chào cụ ạ. Không dám chào anh. Dạ, nghe cụ đây đặt. Con xin sang được Trần Duyên Sự. Thế là Trần Duyên Sự là có chuyện chi đấy hử anh? Dạ, Trần Duyên Sự là văn thanh nhà ta. Con nghe nhà ta văn thanh sinh nạc thục. Có. Vậy con xin sang. Vậy con sang để bán tử hầu người ạ. Cái anh này nói chi mà lạ vậy? Lão đây bằng này tuổi đầu còn thiếu gì cái chết. Ấy thế mà anh sang bán tử là anh bán cái chết cho lão. Dạ không ạ. Bán tử là bán tử nhi tình. Bán tử nhi tình do tử. Dạ con sang để con làm cái làm rể cụ đấy thế hả? Ôi giời, anh cứ nói thế là lão nghe ra ngay. Dạ. Bản tức bên ấy bác sinh ra anh là trai. Tôi đây có con gái, ví vừa đôi phải lứa thì để há chi ta chẳng gả. Há rằng tôi đây có ham chốn giàu sang. Nhưng giàu làm dám sánh với rẻ đông sàng. Dạ. Được. Mời anh vào nhà trong sơi nước. Dạ. Để lão gọi con gái lão ra hỏi với tôi nhờ xem ra đã hở. Dạ. Nào thị kính đâu con. Dạ. Ra cho cha dạy chuyện nghe. Nhạc vào vỉa bông măng. Nhạc vỉa bông măng. Vỉa vào. No. Vào luôn à? Vỉa bông măng. Không thở rằng nghe à? Vỉa bông măng. Thấy tiếng trai đòi gương nghi soi lượng nghi dắt đi. Con nên chăng thời con cứ nói,
không có sau này lại bảo cha mẹ ép gả duyên con. Nhưng họ Sùng kia thì đồng quận có bao xa, dẫu sớm hôm con thăm viếng mẹ cha thì đường đi lại có lo chi mà ngại hứ con. Vả lại cha mẹ sinh có mình con là gái, mà mẹ cha thì mỗi tuổi một già, cũng muốn mong cho con sớm an phận thất xa, thì lòng cha mẹ càng thêm hoan hỉ đó con à. Chuyện ngang này cậu thiện sĩ ơi, lão vừa gọi con gái lão ra, lão hỏi con gái lão, nó nói rằng là nó đã bằng lòng lấy cậu rồi đấy. Thế mới gọi là Nam Môn Đa Hỷ Khánh Nữ Tế Cận Thừa Long ấy à, đẹp duyên con cha cũng bằng lòng à, mừng cho bốn chữ nghi kỳ gia thất. Ngày hôm nay thanh thiên bạch nhật, cha cho hai con về hợp cẩn hồi môn, nhớ phải giữ chọn đạo vợ hiền dâu thảo nghe con. Dạ, tuy chưa dưng sau lễ, song đã hợp một nhà đầu bái tạ ra cho đôi trẻ sắc cầm hòa hợp. Được. Cha cho hai con về hợp cẩn hồi môn, để cha vào phòng trong an nghỉ đó hả? Nhớ thỉnh thoảng về thăm cha mấy hả? Thank you.
chàng về áo để lại đây. Áo thời thiếp mặc gối mây, thiếp đời chờ ai xui con nhèn nó mấy răng bung. Đêm năm trong bế canh một mình thiếp tôi chiều ơi chàng, chàng ơi. Đêm năm trong bế canh một mình thiếp tôi chiều mà để lần lòng lạnh lùng cả năm. Anh ơi anh chàng hồ ra về xong thiếp đi vẫn đi thăm hỏi thăm anh ơi anh chàng hồ ra về xong thiếp đi vẫn đi thăm hỏi thăm thời chàng, chàng ơi. Ai đem cái con người ngọc mà để thung thăng chứ chung thăng chốn này. Anh ơi anh chàng hồ ra về xong thời tấm áo để lại đây. Anh ơi anh chàng hồ ra về xong cởi tấm áo để lại đây. Cái tấm áo này thiếp tôi quyết mặc hỡi chàng, chàng ơi. Cái tấm áo này thiếp tôi quyết mặc mà để gối mây chứ gối mây đợi chờ anh ơi anh chàng hồ ra về xong vách đi phấn thơ đề thơ anh ơi anh chàng sóng vách đi phấn thơ đề thơ ý.
đạo mà nói. Ơi à canh canh buồn mê, ơi à chạy thời tố đánh dài khơi. Làng ta có vật này trao tặng, đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vẫn tắm soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Dạ, thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chẳng quay đến bạn.
phải diễn như thế nó mới thoải mái đúng không? Tại dân vi tổng lý, quốc pháp hữu công hậu, ơn xã thuận bầu, tôi đứng đầu hàng xã đấy mẹ. Việc binh lương thuế lệ nay đã thanh thỏa, tính tôi hay trịch thượng ở trong làng, ơn trên núp bóng quan, xoay chúng dưới nên làm ăn cũng khá. Nay chừng nhà phố ông động mà, á thị màu nô đã mang thai, chiếu theo lệ làng phạt vạ không sai, khoan phải nộp đủ 100 quan quý đấy nè. việc này phải giao cho bố đốp nó đi đập mõ làng chiêu lệ mới được. Ơ nào, thằng bố đốp có nhà không? Có nhà không đấy hả? Đứa nào đốt chát gì ở ngoài đấy đấy? Cái con mẹ này, tao đây, xã trưởng đây. Thầy xã đấy à? Bố đốt nhà cháu chảy tình lính bằng rồi à? Làm cái thứ múa mà cũng bằng với giả sắt. Dạ, bằng là bằng của cụ bá. Bố đốt nhà cháu chắc tát theo hầu cụ bá đấy hả? Đình có việc khẩn nha. Chị em ơi, thương chồng nên phải lầm than, bỗng dưng ai bắt việc quan đàn bà đấy chị em nên có chữ, người phải có tên, xưng danh xưng giá mới nên con người. Thầy cứ để cho con xưng danh cái đã. Làm cái thứ mõ mà cũng danh với giá. Thôi, xưng thì xưng đi. Ấy bước vào tôi ho rằng vậy, chẳng giấu gì mẹ đình đã. Là thế này thầy ạ. À, là thế nào? Có giấy quan trên giúp về, thầy sai nhà con đi giao. Thế chẳng phải con lên chứ bảo là gì? Nói có lý nhỉ. Thôi nói xem. Từ việc hỉ cho chi việc hào, trác quan về là tôi phải báo với dân. Từ tiền tôi một láo, mày vứt tao đi đâu mày lên mày chiếu bổ hộ dân tao chỉ được cái láo. Thầy cứ để cho nhà con nói nốt đã. Bổ ấy là thầy bổ, thầy sai nhà con đi giao. Thế chẳng phải là con chiếu bổ là gì? Cái con mẹ này nó nói đúng đấy nhỉ. Thôi có gì nói nốt ta nghe nào. Từ ông Hương Hào cho đến thầy Khám Thủ, ra đến đình là cũng phải đợi tôi.
mày mỗi ngày một đứa thầy, thưa thầy bỏ mày thầy gia đình xa thì thằng tao chửi được ngồi thế rằng mày là bảo thứ chỉ làng tao hả chỉ được cái là thưa thầy nó là thế này thầy à là thế nào thế con chưa gia đình giải chiếu thì chả nhẽ để các cụ ngồi xuống đất hả thầy à. Còn mẹ nó nói mà đúng ý ta đấy. Thôi nói thế đi. Sách mới có câu nói rằng phi tiểu nhân thì bất thành quân tử đấy thầy ạ à. Phi tiểu nhân bất thành quân tử hay à, thì con mẹ đốt dạo này thì con làm thơ nhưng mà con lại còn có cả thơ nữa đấy thầy ạ à. Ừ lại có cả thơ nữa à thế thơ là thế nào thế con đọc cho thầy nghe nhá. Ừ. Thầy ừ. Thế thầy có mang theo nghiên bút đi không ạ à? Thế mày bảo tao mang nghiên bút để làm cái gì? Chả là thầy khen hay thì con đọc thầy chứ à. Rồi đem về nhà thầy mà treo. Ôi chỉ được láo nào. Hay với thầy mõ nhà mày. Tao là xã trưởng. Tao mà thèm treo cái thợ mõ nhà mày hổ. Sao thầy lại khen hay ạ à? Thôi đi sao đi. Dạ Quỳnh đốt này dạ mày được mấy con rồi? Dạ thưa thầy nhà con hiếm hoi lắm thầy ạ à. Hiếm thì được mấy đứa? Dạ thưa thầy nhà con được có mỗi 9 cháu và con cháu này nữa là thứ 10 đấy thầy ạ à. Cái con mẹ đốt mà tốt nái đáo để đốt. Dạ đốt ơi. Dạ đốt à thầy điếc à. Hôm nào mát trời thầy sách chơi mày cho thầy gửi một đứa nhá. Ê chết thầy ăn nói xàm rõ như thế nhờ bố đốc nhà cháu ngồi ở dưới kia mà nghe được thì mặt thầy còn ra cái gì nữa à. Tao thấy mày mát tay nuôi trẻ tao mang một đứa sang tao gửi nuôi hộ chứ tao thèm mà tỏn tem chỉ có láo đi sao đây thế giao thế nào à thầy. Giao là thế này trường làng trường trạng thượng hạ tây đông con gái phú ông tên là Mầu Thị từ tỉnh ngoại ý mãn nguyệt có thai mời ra gái trai ra quán có thế thôi. Thầy ơi nhà con tuy được cái sáng dạ nhưng lại phải cái hôn tâm thầy cứ làm liền cho một mạch như thế thì làm sao con nhớ nổi ạ à? Ờ thế bây giờ phải làm thế nào à hay là thế này con đi trước con đánh mõ còn thầy theo đằng sau thầy giao hộ con à cái con mẹ này ơ sao thầy thùng thẳng thầy đọc từng câu để cho con nhập tâm đấy ạ à. Nghe đây dạ thầy thùng thẳng đọc từng câu cho con nhập tâm ạ à. Nghe cho rõ đây trường làng trường trạng thượng hạ tây đông tây đông trời ơi cái con đây mẹ này tây đông cũng vào đây này sao mày bọc mồm tao mày bỏ vào cái chỗ đấy. Dạ thưa thầy con phải làm như thế thì con mới nhớ được ạ à.
Thế à? Thế mày mới nhớ được à? Không phải làm như thế con mới nhớ được ạ. Này, sao mà nó ngu thế nhỉ? Con gái phú ông tên là Mầu Thị, tâm tình ngoại ý, mãn nguyệt có thai. Có thai Bụng Thảo đây này. Có thai Bụng Thảo đây này. Mày mày vào đây mày nâng cao cái giải yếm lên không được. Ta biết mệt tao. Dạ thưa thầy, con nâng cao lắm rồi thầy ạ. Con nâng cao lắm rồi thầy ạ. Mời, mời già trẻ gái trai ra ăn cái đình băn khoăn. Có thế thôi. Thế thôi cũng vào đây này. Thế thôi cũng vào đây. Thế thôi cũng bắt mồm tao bỏ vào đây. Thôi cũng vào đây. Thôi đi dạo đi. Đi dạo đi cũng vào đây này. Sao đi cũng vào đây. Thế này, dãy này, dãy này, dãy này. Ra hết, ra tuột, ra sạch. Cái con mẹ này, tao bảo mày đi ra bó mà mày còn nhăn nhở đây hả? Dạ thưa thầy, thế con cứ tưởng là gửi lời thì con nói, mà gửi gói thì con mở. Thành ra là con vừa mới gói mồm thầy vào đây, có bao nhiêu là con mở tung ra hết rồi còn gì nữa. Cái con mẹ này. Ai? Đấy, các bà con xem, nói đến nó thúng tóc nó im tịt luôn. Tao cách cái mặt mày ra. Trên nghiêm thì đón thì chào, trên mà đú đởn à, dưới bao mặt trên. Tôi là tôi cứ phải làm như thế đấy bà con ạ. Thôi, còn ba tiếng mõ này là tôi để nuôi chồng nuôi con tôi đây. Chiêng lang chiêng trai ơ, thượng hạ tây đông mỹ ơ. Con gái phú ông tên là Mầu Thị, tư tình ngoại ý, mãn nguyệt có thai. Mời ra trẻ gái trai gia đình mãn khoán ý ơi ơ. Đi đi đâu đào liễu một mình, hai vai gánh nặng nhật trình đường. Đào liễu có một ni mình, hôm nay đây ơi cô nàng ơi, đào liễu có một ni mình ấy, thừa hai vai đáng nghi còn gánh nặng mà để nhật trình đường xa dẫu mà tâm mau tâm ý áo sông thì em ơi xếp nếp thời em để trong nhà cao dâm tâm áo sông em mà xếp nếp thời em để trong nhà ấy. Kìa đây vuông kia kìa nhiều tím mà để phân phơ chứ phân đi phơ đổi đầu lại còn tấm áo tấm mi áo sồng em mi.
nó hay con âu. Biệt làng ta có vật này trao tặng, đây là tấm gương tư mã của tử thân, để ngày ngày làng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Tiếp xin giữ lòng tiếp như tấm gương này, sang mãi vững bờ chốn buồn. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng. Quý
tay đôi ngả con đi treo ơi, đi bắn đi,
gió đánh dài ơi khơi tí. Ơi chứ một con đi, sống với nghi vấn
bóng ơi ngài. Tiếng trống đã thôi à, không ông nguyện lặng, ông nguyện lặng này. Tiếng trống đã thôi à, không kéo xe đi đây.
bay. Ở mãi trong rừng chim kêu Hey.
dậu ba con đi trèo đi quê ơi a băng Oh.
võ thời lặng ngây võ thời lặng quê người chồng tôi ở đất mà võ lặng đi quê người chồng tôi ở đất mà võ lặng đi
chàng tử ơi thức mà gặp tiên ý, người ư tiên là tiên vẫn ý, viết chữ đà thời kết mỹ duyên khách còi trần ngắm ơi ngắm xuân ư xanh xuân xanh thời xanh đi được có mấy lần nhật mặc nhàn quái thanh xuân bất tái lai quê tôi nay vốn ở lũng nghi tai tên vốn đặt ơi là sùng nghi thiền y sĩ nay ơn cha mẹ tôi theo bề kinh sư nhưng chưa có lại sai
mà cây bình. Vườn trăng đang tỏ, hoa được sương tươi nở, phong cảnh thật hữu tình. Muốn cùng nàng thâu canh, nhấp chén rượu ân tình cho đỡ ngơ. Thiếp xin chàng miễn thư. Bóng quê dại thank you.
Hồn người có ra thì mới thấy được là lắm kẻ hư người hỏng, hỏng tuốt tuôn tuột rồi. Câu cũ này, câu mới này, câu khác này, câu này buồn man mát này. Ơi bác mẹ tôi mà tôi ơi, sao sinh tôi ra nó xấu xí, nó cũ kỹ như thế, thế này. Để ông quan tranh lệnh, ông ấy đòi tôi vào hầu, cho nên tôi phải về mua tranh tăng tình tình, mua nước cà mắm. Ơ, mua bột kết chứ gì? Mua nước mắm. Bột kết. Mua nước mắm mà liền.
để cho tôi gội đầu cho thơm. Tôi bước chân ra đi lấy chồng chiều của già công con gái quá không được đi lấy chồng. Dài đây là nuôi con dài ấy. Ê, nếu mà nhà vua cấm đoán như thế này thì mẹ con tôi đứt quang gây đòn gánh giữa đường giữa chợ, mẹ con tôi chết. Ý nợ ở lòng nào nhà vua cấm thế. Cảm ơn. Này, em hát bài trước cả 10 văn vậy. Thank you.
ruột tâm vẫn viết đi thơ vương lòng ấm này ngủ đôi lý có một ý cảnh này từ chúc đi phim đi loan đi cứ cứ đêm đêm đi nguyệt rằng nguyệt lặng bóng sao y ta cánh khuya sức nhớ đến cách hồng nhan đi bên đi đình chốn chốn hay danh thời như lá đi xanh ý xanh
xem chừng như mỏi mệt tâm thần. Mượn khối nàng ta ngã lưng thời một lát. Chàng đèn đi ơi sách đi mà thầy văn đi ơi trường đi thầy xin đi tiếp tôi xin tiếp tôi tiếp tôi quyền anh đi chàng. Hey!
Dạ vâng, làn điệu Duyên Phận Phải Chiều hay còn gọi Đường Trường Duyên Phận cũng đã khép lại chương trình giao lưu gặp mặt những người yêu nghệ thuật trèo cổ ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị.